Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn, và Huy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày mùng 6 Tây của tháng 7 của năm 2020, và chương trình Luật Di trú và Nhập tịch được trực tiếp gửi tới quý vị từ 6 giờ chiều cho tới 7 giờ chiều tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình chiều tối nay thì chúng ta sẽ có những phần sau đây. Đầu tiên là cái bản tin liên quan tới cái vấn đề có thể con số nhân viên của Sở Di trú có thể phải tạm thời nghỉ việc. Rồi sau đó chúng ta phải tiếp tục nói về cái quyết định hành pháp mà Tổng thống Donald Trump đã gia hạn vào ngày 22 Tây tháng 6 của năm 2020. Và sau đó thì Tuấn sẽ nói thêm cái tin tức mà mới ra cách đây vài tiếng liên quan tới cái vấn đề du học sinh F và M visa. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Đó là qua đài truyền hình của Viettv 51.5 tại khu vực Houston và 55.5 tại khu vực Dallas, và Viettv trong DirecTV, Viettv trên Facebook và Viettv Online. Và tại thành phố Houston thì quý vị có thể lắng nghe chương trình qua làn sóng của Viet Radio 1560 AM luôn. Cho dù là coi chương trình hoặc là nghe chương trình qua Viet Radio, số điện thoại để cho quý vị có thể gọi vào là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Thưa quý vị, trong cái thời điểm này thì nó có rất là nhiều cái vấn đề lo sợ. Không phải lo sợ về cái COVID không, mà lo sợ về cái vấn đề mà chúng ta sẽ có một cái bầu cử quốc gia. Và đồng thời hiện tại bây giờ chúng ta có rất là nhiều cái chính sách mà liên quan tới cái vấn đề di trú và nhập tịch. Hiện tại bây giờ chúng ta đang có cái quyết định pháp mà đã được gia hạn vào ngày 22 Tây tháng 6 mà tạm thời cấm mà không cấp thị thực định cư cho một số trường hợp, và cũng tạm thời cấm không cấp thị thực ngoại định cư cho một số cái diện lao động vào nước Hoa Kỳ. Nhưng mà cái đó là cái quyết định pháp. Còn một cái vấn đề mà rất là lo sợ là hiện tại bây giờ Sở Di trú và Nhập tịch đã thông báo rằng là người ta không có đủ cái ngân sách để tiếp tục cho nhân viên người ta làm việc. Đó, Sở Di trú và Nhập tịch là một cái cơ quan mà lấy được cái ngân sách từ những cái hồ sơ quý vị đã đóng tiền vào, chứ không phải từ Quốc hội mà đưa ra. Nhưng mà cái thay đổi về cái quy định gánh nặng xã hội và cái vấn đề thay đổi về tại vì COVID-19 thì Sở Di trú không có nhận được nhiều hồ sơ. Cho nên Sở Di trú thông báo rằng là người ta thiếu rất là nhiều tiền, hơn 1.2 tỷ lực để cho người ta tiếp tục làm việc cho tới cuối năm nay. Đó. Thì bây giờ cho Tuấn bắt đầu gửi cái bản tin liên quan về cái chi tiết đó từ cái bản tin của BuzzFeed. Thì Tuấn đã dịch ra để cho quý vị có thể tìm hiểu thêm cái sự gọi là cái vấn đề mà rất là lo sợ về cái vấn đề nếu mà Sở Di trú mà phải có thể tạm thời cho một số nhân viên tạm nghỉ. Mời quý vị theo dõi cái bản tin từ BuzzFeed. Tin tức từ BuzzFeed ngày 30 tháng 6 năm 2020, USCIS sẽ sớm phải cho nghỉ phép 60 nhân viên. Cơ quan Hoa Kỳ chuyên giám sát và điều hành các khía cạnh quan trọng của hệ thống di trú, bao gồm xử lý quyền công dân, thẻ xanh và đơn xin tị nạn, đã thực hiện những bước đầu tiên để giảm bớt khả năng của mình bằng cách đưa ra thông báo nghỉ phép cho hơn 13.000 nhân viên. Nếu Quốc hội không hỗ trợ cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ nguồn viện trợ khẩn cấp trước ngày 3 tháng 8, thì các nhân viên chiếm hơn 60% tổng số nhân viên sẽ phải tạm nghỉ việc nhiều nhất là 3 tháng do khủng hoảng ngân sách. USCIS là một cơ quan được viện trợ tài chính. Phần lớn số tiền họ nhận được đến từ các hồ sơ xin hỗ trợ di trú. Trong khi các lý do về sự thiếu hụt ngân sách đang được tranh luận, các quan chức cơ quan này cho rằng sự sụt giảm lớn của các hồ sơ di trú là do đại dịch, trong khi những người ủng hộ việc di trú và các chuyên gia cho rằng những chính sách mà chính quyền Trump đưa ra có tác động đến các vấn đề ngân sách, nhưng không tác động đến hệ thống di trú. Bà Amanda Barron, cựu quan chức chính sách di trú của Bộ An ninh Nội địa và hiện là cố vấn, cho biết những tồn động sẽ còn kéo dài. Mọi người sẽ phải chờ đợi lâu hơn để trở thành công dân
hoặc được cấp thẻ xanh. Những người tị nạn sẽ bị kẹt lại. Số lượng nhân viên phải tạm nghỉ việc, theo bà, sẽ gây ra hậu quả nặng nề cho những người đang cố gắng nhập cư và cho những người hiện đang sống ở đây. Savar Dalal-Deni, giám đốc quan hệ chính phủ tại Hiệp hội Luật sư Di trú Hoa Kỳ và là một cựu quan chức của cơ quan, nói rằng về cơ bản, nó sẽ đóng cửa hệ thống di trú, dẫn đến hậu quả nặng nề nhất. Việc cơ quan tạm dừng hoạt động không chỉ khiến cho hàng ngàn nhân viên ở Hoa Kỳ bị thất nghiệp, mà còn khiến cho hệ thống di trú Hoa Kỳ bị trì trệ, gây ảnh hưởng tiêu cực đến các gia đình, các doanh nghiệp Hoa Kỳ, các tổ chức giáo dục, các cơ sở y tế và các nhà thờ trên khắp Hoa Kỳ. Những ngày gần đây, các nhân viên USCIS đang hồi hộp chờ đợi thông báo. Một số người không bị ảnh hưởng, nhưng những người khác thì có. Trong số 2.200 nhân viên thuộc bộ phận xử lý các công việc liên quan đến tị nạn và người tị nạn, thì 1.500 người đã nhận được thông báo nghỉ việc. Một số người đang lo ngại rằng chính quyền Trump không quan tâm đến vấn đề di trú và những nhân viên bị mất việc. Nhìn chung, tâm trạng ảm đạm bao trùm cơ quan này khi nhiều người dự đoán rằng họ sắp nhận được thông báo nghỉ việc. Theo một nguồn tin từ phía cơ quan, các nhân viên USCIS hiện đang rất hoảng sợ. Một số nhân viên thậm chí đang nỗ lực tìm kiếm một công việc mới để kiếm sống nếu như điều này xảy ra với họ. Joseph Edlow, người đứng đầu tạm thời của USCIS, đã nói với các nhân viên trong một email rằng anh ta đang tiếp tục làm việc với các đại biểu quốc hội và đang cố gắng tránh khỏi việc cho nghỉ phép trên diện rộng. Cơ quan này đang tìm kiếm 1,2 tỷ đô la Mỹ để bù đắp thiếu hụt ngân sách. Nhiều nguồn tin từ quốc hội nắm rõ về cuộc tranh luận ngân sách, hy vọng rằng số tiền này sẽ đến được với họ để các nhân viên không bị buộc thôi việc. Mặc dù những người ủng hộ di trú đang hành động để nhận được sự nhượng bộ. Do đại dịch COVID-19, USCIS đã giảm 50% các khoản thu và chi phí bắt đầu từ tháng 3 và ước tính rằng các khoản thu đến từ các hồ sơ và đơn thỉnh nguyện sẽ không nằm trong kế hoạch cho đến hết năm tài chính năm 2020. Một phát ngôn viên của cơ quan này cho biết, sự sụt giảm doanh thu đáng kể đã khiến cho cơ quan của chúng tôi không thể hoạt động hết công suất. Nếu không có viện trợ bổ sung từ Quốc hội trước ngày 3 tháng 8, USCIS không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải cho nghỉ việc một nguồn nhân lực đáng kể của chúng tôi. Evro nói với Grocor tuần trước rằng ông hy vọng Quốc hội sẽ đưa số tiền viện trợ này vào khoản viện trợ đại dịch vào tháng tới. Dành một khoản cho USCIS trong gói viện trợ là những gì chúng tôi biết được từ nơi mà nó hiện đang được xem xét, theo ông Edlo. Ông cũng thừa nhận tác động của việc cắt giảm nhân sự. Bất cứ ai nộp đơn xin thẻ xanh, xin điều chỉnh tình trạng di trú hoặc nộp đơn xin nhập tịch, thời gian chờ đợi xét duyệt sẽ tăng lên đáng kể. Đối với thị thực không di dân, bất kỳ yêu cầu nào về cấp phép lao động và bất kỳ yêu cầu nào về thay đổi hoặc gia hạn thị thực du lịch, tất cả yêu cầu đó sẽ phải mất nhiều thời gian chờ đợi hơn nữa. Cơ quan di trú nắm giữ một vị trí quan trọng trong hệ thống di trú. Các nhân viên USCIS là người cấp giấy phép lao động. Thưa quý vị, vừa rồi là cái bản tin mà ở đây đã soạn và gửi cho quý vị qua cái bản tin của BuzzFeed. Nói tóm lại là như thế này quý vị. Lần cuối mà mình thấy có phỏng vấn thẻ xanh với sở hữu trú địa phương ở đây là khoảng vào ngày 18 cho tới ngày 20 tây của tháng 3. Tại Houston là khu mà đài truyền hình gửi tới cho quý vị. Thì sở hữu trú đã làm việc lại rồi. Người ta đã làm việc lại từ ngày 4 tây tháng 6 và ngày hôm nay là ngày 6 tây tháng 7, là hơn một tháng rồi. Mà hơn một tháng như vậy, sở hữu trú chưa có phỏng vấn cái hồ sơ thẻ xanh nào hết. Mà đây Tuấn không nói tại thành phố Houston không đâu. Tuấn nói tại khác những cái thành phố luôn.
giống như Dallas hoặc là một số khác, Tuấn chưa có thấy Sở Di trú phỏng vấn thẻ xanh nữa. Tuấn thấy một số hồ sơ thẻ xanh được duyệt mà không được, không cần phỏng vấn, giống như hồ sơ cha mẹ. Nhưng mà những cái hồ sơ cần phỏng vấn, cho dù là thẻ xanh 2 năm hoặc là thẻ xanh 2 năm qua 10 năm, Tuấn chưa có thấy cái cuộc phỏng vấn nào hết. Cho dù chúng ta đã thấy Sở Di trú đã mở cửa vào ngày 4 tháng 6 rồi. Mà nếu mà tiếp tục như này, mà Sở Di trú phải tạm thời cho hơn 60% của nhân viên người ta tạm nghỉ tại không đủ cái ngân sách, thì nó lại đưa tới cái sự bất tiện mà cho người ta phải tiếp tục chờ rất là lâu cho cái thủ tục thẻ xanh của người ta, hoặc là cho những cái thủ tục khác giống như trong cái bản tin gửi tới cho quý vị. Cho nên đây là một cái vấn đề mà phải lo lắng cho những người nào mà đang nộp đơn xin thẻ xanh hoặc là bất cứ cái quyền lợi gì với cái sở di trú và nhập tịch luôn. Và ngoài cái vấn đề mà cản trở của sở di trú, thì chúng ta cũng biết là Tổng thống Donald Trump đưa ra một cái quyết định hành pháp vào ngày 22 tây tháng 4 là tạm thời cấm những cái diện giống như anh chị em, diện cha mẹ bảo lãnh cho con trên 21 tuổi, diện thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng, hoặc là diện thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 tuổi hoặc là dưới 21 tuổi, tạm thời cấm những cái diện đó 60 ngày. Thì bây giờ ông ta đã gia hạn cái quyết định pháp đó cho tới cuối năm luôn. Mà ông ta nói rằng là không phải cấm những cái hồ sơ đó không, mà cấm tất cả những cái thị thực giống như là H1B, H2B, L1 và J1 cho tới cuối năm luôn. Và chúng ta cũng biết rằng là cái lãnh sự quán Hoa Kỳ đã bắt đầu làm việc lại rồi, bắt đầu làm việc lại ngày thứ hai vừa qua. Mà Tuấn đã thấy cái lãnh sự quán Hoa Kỳ đã phỏng vấn những cái diện quốc tịch bảo lãnh cho vợ chồng, quốc tịch bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi hoặc là diện fiancé. Cho nên tại bây giờ với cái lãnh sự quán, quý vị nếu mà đã có cái hẹn phỏng vấn mà bị hoãn lại trong cái tháng 3, tháng 4, tháng 5 thì quý vị phải check cái website của cái lãnh sự quán để xem những cái cập nhật mới nhất nha. Cho nên trong cái website của cái lãnh sự quán thì người ta đã thông báo cho quý vị biết rằng là hiện tại căn cứ vào cái cấm của Tổng thống thì người ta không có quyền phỏng vấn những cái diện mà Tuấn nói. Nhưng mà người ta vẫn tiếp tục giải quyết cái hồ sơ công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho vợ chồng, hoặc là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi, hoặc là hồ sơ fiancé. Và đồng thời, sau khi cái cấm này rồi, mà nếu mà cái hồ sơ đã nằm với cái lãnh sự quán, mà quý vị muốn theo dõi cái hồ sơ đó thì quý vị phải email cái lãnh sự quán. Thì cái email của cái lãnh sự quán nó nằm trong cái website của lãnh sự quán. Cho nên thỉnh thoảng check cái website để xem những cái thông tin. Nhưng mà hiện tại tới bây giờ cho tới cuối năm, những cái hồ sơ thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng, thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi hoặc là trên 21 tuổi, quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21 tuổi hoặc là con lập gia đình hoặc là hồ sơ anh chị em, tạm thời phải ngưng hết dưới cái quyết định hành pháp luôn. Mà cái website của lãnh sự quán cũng thông báo rằng nếu mà những người nào đã có cái thị thực rồi, thì nên dựa vào nước Hoa Kỳ, đừng có để cái thị thực hết hạn. Và nếu mà cái thị thực hết hạn mà muốn cái lãnh sự quán gia hạn thì phải trình bày hai cái chi tiết. Cái chi tiết đầu tiên là cái hết hạn của cái thị thực nó nằm ngoài cái tầm tay của mình mà mình có lý do rất là chính đáng. Và cái thứ nhì là cái thị thực của mình nó không có rơi vào cái cấm tạm thời dưới cái quyết định hành pháp mà Tổng thống Donald Trump đã gia hạn cho tới cuối năm nay luôn. Cho nên cái khuyến khích của Tuấn là nếu mà quý vị, thân nhân quý vị ở Việt Nam đã có cái thị thực rồi, mà cái thị thực còn hiệu lực, cố gắng nhập cư vào nước Hoa Kỳ. Khi tới nước Hoa Kỳ rồi làm thủ tục re-entry permit, hoặc là có thể sắp xếp để trở lại Việt Nam để làm những cái việc gì mà mình chưa có làm xong, giống như nhà cửa hoặc là thu xếp gia đình. Cho nên trong cái thời điểm này, nếu mà có thị thực thì cố gắng vào nước Hoa Kỳ. Và đồng thời cách đây vài tiếng thì cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch đưa ra một cái quy định tạm thời liên quan tới những em du học sinh. Thì cái này nó rất là quan trọng và Tuấn xin lỗi, Tuấn chưa có thời giờ để soạn cái này cho quý vị.
mà có thể Tuấn tới chương trình thì Tuấn có cơ hội Tuấn soạn cho nó rõ ràng hơn. Thì tại vì cái COVID-19 nó ảnh hưởng rất là nhiều từ cái trường học cho tới những cái trường đại học luôn. Cho nên cái mùa xuân vừa qua và mùa hè ngay bây giờ rất là nhiều em phải đi học và phải học online. Cho nên bây giờ ngày hôm nay là cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch đã đưa ra cái temporary hoặc là cái tạm thời, cái quy định tạm thời thôi. Mà phần trăm cao cái quy định tạm thời này sẽ trở thành cái quy định chính thức luôn. Thì bây giờ chúng ta có cái quy định hướng dẫn về cái vấn đề những em du học sinh trong cái tình trạng của cái COVID-19. Thì bây giờ cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch cho biết rằng là đầu tiên không được học hoàn toàn online cho những du học sinh. Cho nên những em du học sinh mà muốn ở đây đúng theo luật pháp không có thể lấy được lớp hoàn toàn online bắt đầu mùa kể từ đây đi. Cho nên nếu mà muốn tiếp tục ở đây đúng theo luật pháp đó, mà không có bị out of status, thì cơ quan thi hành mặt luật di trú cho biết rằng là đầu tiên không có thể hoàn toàn lấy lớp trên online được. Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì, nếu mà chương trình mình học là chương trình ESL là học Anh văn, hoặc là cái chương trình mình học là theo cái nghề nghiệp là cái M1 visa, giống như là sửa máy bay hoặc là máy bay, không được học online luôn. Cho nên tất cả du học sinh không được học hoàn toàn online. Còn những em du học sinh nào mà đang học Anh văn hoặc là đang học nghề nghiệp thì bắt buộc là không được học online mà phải đi tới trường. Còn những cái trường nào mà bình thường vẫn đi học thì người ta hạn chế chỉ có được một lớp online thôi, hoặc là cao nhất 3 điểm online thôi, 3 credit thôi. Cho nên giả sử đi có một số tiểu bang cái COVID-19 không có ảnh hưởng, cho nên cái trường học đó vẫn đi học bình thường thôi. Thì trong cái tình trạng đó đó, em nó vẫn phải đi học bình thường, nhưng mà không được lấy hơn một lớp online hoặc là không được lấy hơn 3 điểm online. Còn những cái trường học nào mà vừa cho đi tới trường học hoặc là vừa cho tới học online, nó gọi là mixture, là cả hai luôn, vừa tới trường và vừa online luôn, thì cái trường học vẫn có thể cho học sinh tiếp tục học online. Nhưng mà cái trường học đó phải cam kết như sau: cam kết rằng là những cái lớp mà em lấy online nó là những cái lớp cần thiết để tiếp tục đi tới cái bằng cấp của các em đó. Cho nên chúng ta bắt đầu thấy là chúng ta có cái văn bản hướng dẫn và cái quy định của cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch cho những em du học sinh ở đây. Cho nên nói tóm lại, nếu mình lấy lớp online hết thì không có được. Và nếu mà trường nào mà không có cho mình tới trường mà phải đi học hết online cũng không được luôn. Cho nên có một số trường mà ở miền Bắc thì người ta không có ước lượng mở trường lại để cho học sinh trở lại nữa. Thì trong cái tình trạng đó, cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch cho biết rõ ràng là một là phải rời khỏi nước Mỹ, hai là phải transfer qua trường khác. Đó. Cho nên chúng ta ngay cái mùa này là mùa hè thì chúng ta còn khoảng vài tuần nữa thôi là bắt đầu đi vào mùa học của mùa thu. Thì đây cơ quan thi hành mặt luật di trú đưa ra một cái quy định rất là rõ ràng là tránh cái vấn đề online tất cả hết luôn. Đó. Mà nếu mà cái trường nào mà chỉ có cho online thì cái cơ quan thi hành mặt luật di trú nói không được, nếu mà tiếp tục như vậy thì sẽ ở đây bất hợp pháp. Chúng ta sẽ nói chi tiết hơn của cái bản này trong cái chương trình tuần sau, khi mình có thời gian mình nghiên cứu và mình coi những cái chi tiết thêm. Và thưa quý vị, tới phần kế tiếp thì cho Tuấn gửi cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2020 phần B. Phần B là để cho quý vị biết những cái ngày mà quý vị có thể chuẩn bị các hồ sơ. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái phần B của cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2020.
Kính thưa quý vị, đây là Giza Bulletin của tháng 7 năm 2020, bảng B, Days for Filing, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã nhận được giấy chấp thuận từ sở di trú và đã chuyển tới trung tâm visa. Hiện đang chờ trung tâm visa cho phép chuẩn bị đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 4 năm 2015. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 6 năm 2020. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 2 năm 2016. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 15 tháng 4 năm 2009. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 15 tháng 8 năm 2007. Kính thưa quý vị, đây là Visa Bulletin của tháng 7 năm 2020. Và thưa quý vị, cho Tuấn trở lại mà cái quyết định, không phải cái quyết định mà cái quy định tạm thời của Sở Di trú mới đưa ra cho mấy em du học sinh mà liên quan tới cái COVID-19. Tuấn biết là đây là cái quy định nó mới ra ngày hôm nay thôi, nhưng mà nhiều em ngay bây giờ phải bắt đầu lựa chọn lớp nè, rồi bắt đầu phải liên lạc với trường để thu xếp cái vấn đề cái lớp. Và nhiều em du học sinh ở Việt Nam nữa đang chuẩn bị qua bên này để đi học cái mùa thu nữa. Thì ngày hôm nay rất là lâu rồi những cái trường học và những cái cơ quan khác chờ cái quy định này. Thì cái quy định này mấy em nó phải tìm hiểu thêm là về cái trường học của em đó. Tuấn cho một cái thí dụ đi, giả sử cái trường LSU ở Baton Rouge, Louisiana, thì cái trường đó vẫn cho người ta đi học bình thường thôi, vẫn tới trường thôi. Thì trong cái tình trạng đó đó, thì mấy em nó vẫn đi học bình thường mà không được lấy hơn 3 điểm hoặc là một lớp trong cái trường học đó online. Và cái thứ nhì, nếu mà em nó chỉ có tới trường đó học ESL hoặc là học nghề thôi, thì bắt buộc phải lấy hết tất cả lớp tại trường chứ không được online. Cho nên đây là một cái quy định mà có thể nó ảnh hưởng rất là nhiều em du học đang ở trong nước Hoa Kỳ hoặc là sắp sửa nước Hoa Kỳ. Mà nó đòi hỏi mấy em này phải tìm hiểu là cái trường học nó đang tính như thế nào. Một số lớp online hay là một số lớp phải đi tới trường, hay là online hết hay là không có cái gì online. Thì mấy em nó phải coi cái trường học đó nó có làm đúng theo cái quy định mà cơ quan thi hành mặt trận di trú và nhập tịch mới đưa ra. Thưa quý vị, tới đây hết phần đầu của chương trình ngày hôm nay. Và ngày hôm nay là ngày mùng 6 Tây của tháng 7 của năm 2020. Chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong vòng giây lát. Dòng sản phẩm nhân sâm mới lạ phù hợp với những ai muốn bổ máu, lưu thông máu và bồi bổ cơ thể toàn diện, điều hòa khí áp, phục hồi trí nhớ, hỗ trợ điều trị cho những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, tăng cường sinh lực cho nam giới và chống lại lão hóa ở nữ giới. Nhật Minh cùng Vinashop xin giới thiệu đến cho quý vị dòng sản phẩm cao cấp Cao Hắc Sâm Hàn Quốc, là dòng sản phẩm của Hiệp hội Nuôi trồng và Chế biến Nhân sâm Gunsan, được thành phố Gunsan bảo hộ về chất lượng thông qua các tiêu chuẩn quy định quản lý nghiêm ngặt của Viện Nghiên cứu Nhân sâm Quốc tế Gunsan, Viện Nghiên cứu Hoạt động với sự bảo trợ của chính phủ Hàn Quốc. Với thành phần chiết xuất hắc sâm 100%, hàm lượng saponin lên tới 80 mg/g,
KH100 Hàn Quốc Lắc Trinh Sinh sẽ giúp cho chúng ta bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực, giúp tỉnh táo, duy trì và phục hồi sức khỏe. Sử dụng rất đơn giản, hàng ngày bằng cách pha 1g sâm cùng với nước nóng hoặc lạnh, hoặc là quý vị có thể uống trực tiếp. Hãy dùng ngay KH100 Hàn Quốc để có một sức khỏe dẻo dai và phòng ngừa bệnh tật và trẻ hóa làn da. Xin gọi 1-855-855-5888 để được tư vấn miễn phí. Thiên Trang xin được chào đón quý vị đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Hiện nay rất nhiều người trong chúng ta đang gặp phải tình trạng tóc bị rụng quá nhiều, tóc yếu và hói đầu. Nguyên nhân có thể là do di truyền, do stress, cơ thể của chúng ta bị thiếu chất dinh dưỡng, hoặc là các chị em phụ nữ sau khi sanh thì bị rụng tóc, hoặc là đang trong giai đoạn tiền mãn kinh. Vì vậy hôm nay Vinashop sẽ gửi tới quý vị dòng sản phẩm dầu gội đầu cao cấp Dong Yeo chống rụng tóc đến từ Hàn Quốc của công ty Mia Professional. Dầu gội Dong Yeo được bào chế theo công thức cổ truyền Hàn Quốc với thành phần chính là wood wasan, loại dược thảo tương tự như là nhân sâm nhưng mà có hiệu quả tốt hơn sâm trong việc chống rụng tóc, hỗ trợ việc mọc tóc và cung cấp chất dinh dưỡng cho tóc, giúp cung cấp oxygen cho da đầu và tóc, cải thiện sự đàn hồi và độ bóng của tóc, giúp tóc luôn chắc khỏe, dày và ngăn ngừa rụng tóc. Dầu gội còn chứa các dược thảo khác như là hoa cúc, cỏ mực, Laticlardus và có mùi hương dược thảo. Quý vị muốn sở hữu sản phẩm hãy liên lạc ngay với Vinashop qua số 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin chào, xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888. Các dấu hiệu cảnh báo quý vị có thể đang mắc các bệnh liên quan đến gan như da và mắt vàng, mệt mỏi kéo dài, trướng bụng, có vết bầm tím trên cơ thể, không muốn ăn và sút cân nhanh, xuất hiện dấu sao mạch trên da. Việc bảo vệ gan luôn là ưu tiên hàng đầu của nhiều người Việt chúng ta. Với sản phẩm Hepatite giúp giải độc gan, chống oxy hóa và hỗ trợ tái tạo tế bào gan. Ngoài những thành phần vitamin B1, B2, L-glutamic acid, v.v. thì Hepatite gồm những thành phần dược thảo chính như câu kỳ tử có tác dụng chống oxy hóa và tích động mỡ trong gan, cây sài hồ cải thiện và giải độc gan. Bên cạnh đó còn giúp ngăn ngừa và chữa trị xơ gan. Ngũ vị tử kháng khuẩn và hạ men gan. Các linen trong ngũ vị tử có tác dụng làm giảm tổn thương gan trong các trường hợp viêm gan mãn tính. Cam thảo giảm hoại tử và thoái hóa gan, tăng tế bào gan tái sinh. Hãy gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để được tư vấn miễn phí hoặc vào website vinashoptv.com. Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Uống dao thì lời ra thì ít mà dở la thì nhiều. Uống rượu mà không sợ say xỉn bị bà xã la thì nhớ mua dược thảo Next Morning để dành. Uống Next Morning sẽ chống say hôm trước, giả rượu hôm sau và bồi bổ gan. Sản phẩm bào chế tại Mỹ dành cho những ai hay thích lai rai rượu bia. Hãy gọi Vinashop 1-855-855-5888 để order sẵn cho mình một hộp dược thảo Next Morning. Uống rượu mà không say ta thiệt hay.
Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 6 Tây của tháng 7 của năm 2020. Và đây là chương trình 416. Số điện thoại để mời quý vị gọi vào chương trình chiều tối nay là 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Có một quý vị hỏi là cái quy định mà Tuấn nói liên quan về những cái lớp online mà nó đã đưa ra ngày hôm nay có áp dụng cho trường học high school không, là trung học hay không. Thì cái câu trả lời là nó áp dụng cho tất cả du học sinh F1, cho dù là cấp 2, cấp 3 hoặc là đại học. Cho nên nói tóm tắt lại, người ta, nghĩa là cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch, muốn là những em du học ở đây đi học tới lớp, chứ không phải là người ta muốn mấy em học online. Và nhớ, online hoàn toàn là không được. Và nếu mà mình là du học sinh đi vào cái chương trình ESL hoặc là đi vào cái chương trình gọi là M1, là cái chương trình học nghề, thì bắt buộc phải tới lớp chứ không có thể online. Và bây giờ cho Tuấn xin mời đường dây đầu tiên, đó là chú Đông ở Carrollton, Texas. Xin mời chú Đông lên tiếng đi ạ. Chào chú Đông ở Carrollton, Texas. Xin mời chú lên tiếng đi chú. Dạ, xin chào luật sư ạ. Dạ, chào ông. Tôi có hai câu hỏi luật sư. Mời chú trình bày. Tôi còn đến một gia đình người em, thì cái bảo trợ tài chính đã xong rồi. Và bây giờ thì luật sư họ nói là họ sẽ kết hợp với tòa lãnh sự Sài Gòn để set up một cái interview. Nhưng mà tôi có một đứa cháu á, nó sinh năm 1996, thì có mình có cần là phải góp cái tuổi lại không ạ? Dạ vâng. Rồi cái câu hỏi thứ hai của chú ạ. Dạ, câu hỏi thứ hai là tôi có một gia đình người em khác, nó năm mới qua đây là năm 2018, tháng 2 năm 2018, đến tháng 3 năm, tháng 4 năm 2018 thì nó làm đơn bảo lãnh cho đứa con chưa lập gia đình trên 21 tuổi, và đến giờ này không nhận được cái gì hết, mình phải làm sao ạ? Không nhận được biên lai mà đóng tiền 535 đồng và sự cái gì hết. Cái check thì cash rồi. Dạ vâng, cái check cash xảy chú đã cash rồi. Ok, cảm ơn chú rất là nhiều, và tôi để cho thời gian tôi trả lời. Đầu tiên, dạ vâng, cảm ơn chú. Đầu tiên cái câu hỏi chú hỏi là cái luật bảo vệ trẻ em. Thì trở lại cái luật bảo vệ trẻ em đó, là mình phải cộng trừ để xem nó bảo vệ hay không. Rồi cái thứ hai, mình phải giữ cái tuổi đó lại là cái DS-260. Cho nên nếu mà em nó được sự bảo vệ, cho dù cái quyết định hành pháp mà không phỏng vấn cho tới năm tới hoặc là phải trẻ hơn nữa, thì em nó vẫn giữ được cái quyền đó được ăn theo. Cho nên khi mà cái đạo luật CISPA nó áp dụng được, thì cái tuổi nó froze lại, nó giữ yên lại, cho nên vẫn tiếp tục ăn theo, cho dù cái hồ sơ nó chậm 1 năm, 2 năm hoặc là 3 năm. Tôi có nhiều cái hồ sơ mà người ta ở Việt Nam khám sức khỏe rồi phải thử đàm rồi phải chữa bệnh, nó kéo dài tới 1 năm, 2 năm. Nhưng mà con người ta cho dù lớn tuổi như vậy vẫn được ăn theo, tại cái luật CISPA bảo vệ, cho nên cháu được ăn theo, nó giữ lại cái tuổi đó. Cho nên nói tóm lại, nếu mà cháu được bảo vệ và nếu mình giữ cái tuổi lại qua cái DS-260, nếu mà chú nhận được cái lá thư, chú đã hoàn tất như vậy rồi, là chú đã nộp cái DS-260 rồi chú. Còn bảo vệ hay không thì chú coi lại cái chi tiết đó. Nhưng mà nếu mà được bảo vệ như vậy thì chú yên tâm là cho dù qua cái cấm này, cho dù tới năm tới, nếu mà cháu nó phỏng vấn mà cháu được bảo vệ, cháu nó vẫn được ăn theo. Còn riêng nếu mình nộp hồ sơ, mình không có nhận được cái biên lai gì với sở hữu chú hết, thì đây là cái cách để cho chú có thể làm việc với người ta. Đầu tiên coi lại cái check, đằng sau cái check mà cái sở hữu chú đã cash, thì thường thường người ta có cái receipt number, cái receipt number của cái 130. Thì chú có thể lấy cái receipt number, nó là 3 cái letter và 10 cái số sau. Đó. 3 cái letter là có thể là WAC cho California, có thể là TSC hoặc là NBC. Đó, coi lại cái đó, rồi có cái receipt đó ghi nó xuống, rồi lên cái website của sở di trú, đó là uscis.gov, rồi check cái case của mình với cái receipt mà mình lấy từ cái check mà người ta đã cash của mình ra. Cho nên đó là một cái phương cách,
Còn cái phương cách thứ nhì mà nếu mình không có làm gì được, không có xác nhận được, thì bắt buộc mình phải gọi cho sở y tế. Và khi gọi cho sở y tế, cái người bảo lãnh phải gọi nhé. À, số 1-800-375-5283. Đó là 1-800-375-5283. À, cảm ơn chú rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời đường dây kế tiếp, đó là tại thành phố Houston. Cho Tuấn xin mời chú Đức. Xin mời chú Đức lên tiếng đi ạ. Dạ, vâng, dạ, chào luật sư. À, tôi là Đức, tôi có được cháu nè. Bây giờ nó phỏng vấn, nó bảo lãnh cho vợ nè. Bây giờ phỏng vấn ở Sài Gòn. Mà bây giờ là nghe nói cái trường hợp bảo hiểm á, là mình phải mua trước khi đi phỏng vấn hay là khi phỏng vấn xong rồi qua Mỹ thì mua, thưa và luật sư? Dạ vâng. Rồi cho tôi hỏi, cháu đó là quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho vợ phải không? Dạ vâng, quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho vợ và con. Con là con riêng hay là con chung? Dạ con riêng. Dạ, con vâng. Riêng của vợ đó. Dạ vâng. Ngoài cái câu hỏi này, chú còn câu hỏi gì khác cho tôi không? Dạ có thêm câu hỏi nữa là nếu mà mua bảo hiểm thì mua cái hàng nào của chính phủ hay là như thế nào, thì luật sư cho biết là mua cái bảo hiểm theo hàng nào. Để xin bảo thôi, thưa luật sư. Dạ cảm ơn rất là nhiều. Ok. Chắc phải bỏ khoảng vài phút để mình trở lại cái vấn đề mà cái vấn đề bảo hiểm y tế. Thì cái bảo hiểm y tế đó thì nó có hai cái trường hợp. Trường hợp đầu tiên là cái quyết định hành pháp mà Tổng thống Donald Trump đã đưa ra vào tháng 10 của năm 2019, đòi hỏi những cái người định cư phải có khả năng vào đây để có cái bảo hiểm y tế, mà cái bảo hiểm y tế đó không phải là dưới cái chương trình của Tổng thống Obama hoặc là cái đạo luật Affordable Healthcare Act. Thì cái quyết định hành pháp đó đã bị tòa liên bang cấm rồi, không được thi hành. Cấm, không được thi hành. Đó. Nhưng mà một phía nữa là cái quy định gánh nặng xã hội mà tòa tối cao pháp viện cho phép thi hành, thì nó lại liên quan tới cái vấn đề gánh nặng xã hội hay không. Cho nên khi mà cái lãnh sự quán yêu cầu như vậy, thì người ta ngó về cái khả năng của vợ của cháu đó, vợ của cháu đó. Cái vấn đề trình độ, giáo dục, tuổi tác, kinh tế, tài sản hết. Đó. Thì cái đó là trong cái DS-5540. Đó. Nói tóm lại đó, cái yêu cầu mình phải có bảo hiểm trước khi phỏng vấn, tạm thời Tuấn chưa thấy. Tạm thời Tuấn chưa thấy. Đó. Mà tương lai nếu mình có thấy là khi mà cái lãnh sự quán nói rằng là hồ sơ này người ta sẽ rơi vào cái gánh nặng xã hội, thì lúc đó mới đòi hỏi cái vấn đề bảo hiểm đó thôi. Đó là cái suy nghĩ của Tuấn đó. Cho nên tạm thời bây giờ mình chỉ có thấy cái lãnh sự quán hỏi những cái chi tiết để xem người ta có rơi vào cái gánh nặng xã hội không. Đó, giống như là tuổi tác, trình độ, khả năng kinh tế, cái sự giáo dục, cái nghề nghiệp và cái sức khỏe. Đó. Rồi khi nào mà cái lãnh sự quán quyết định rằng là người này có thể rơi vào cái gánh nặng, thì lúc đó Tuấn nghĩ người ta có thể yêu cầu cái bảo hiểm y tế. Mà cái bảo hiểm y tế nó không có rơi vào dưới cái chương trình của cái Affordable Healthcare Act. Đó. Chứ không phải là bắt buộc phải có trước khi phỏng vấn. Cảm ơn chú Đức rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời chị Kim. Chị Kim ở San Francisco, California. Xin mời chị Kim lên tiếng đi, chị Kim. Dạ. Yeah. Chào luật sư, hiện em đang là du học sinh và đã đăng ký kết hôn, làm hồ sơ chuyển việc vào tháng 3 năm 2019. Em có giấy phỏng vấn vào tháng 3 năm 2020 nhưng do dịch bệnh đã bị cancel. Lúc nộp hồ sơ chưa nộp giấy khám sức khỏe. Tháng 3 họ gửi giấy phỏng vấn và nói là khi đi phỏng vấn thì mang theo, nhưng do dịch bệnh nên đã bị cancel. Luật sư cho em hỏi là giờ có cần phải bổ sung giấy khám sức khỏe và gửi vào mail của USCIS không? Hay là đợi khi có ngày phỏng vấn thì sẽ mang theo? Và câu hỏi thứ hai là hiện giờ có cần phải duy trì tình trạng như học sinh trong team em đang chờ ngày phỏng vấn không ạ? Cảm ơn luật sư. Ok, Kim đừng có cúp điện thoại nha. À, cái câu hỏi thứ hai là cái gì vậy? Câu Tuấn nghe không kịp ạ. Dạ, câu hỏi thứ hai là
Hiện giờ em có cần phải duy trì tình trạng du học sinh trong khi đang chờ phỏng vấn không ạ? Ok, ông xã có quốc tịch không? Dạ, hiện ông xã em đang có thẻ xanh 10 năm ạ. Ok. Cảm ơn Kim rất là nhiều và Tuấn sẽ hết lòng trả lời. Khi mà Kim hỏi như vậy nó khó cho Tuấn trả lời. Ok. Cái lý do Tuấn nói như vậy là tại vì mình là luật sư. Cho nên cái luật cho luật sư nó đòi hỏi mình cũng phải làm đúng theo luật thôi. Cho nên cái technical answer là cái câu trả lời mà đúng theo cái chính sách là phải nên tiếp tục ở đây đúng theo luật pháp cho dù là phải đi học đó. Nhưng mà cái luật nó vẫn cho mình giải quyết thẻ xanh nếu mà đây là hôn nhân là người quốc tịch Mỹ, hoặc là nếu mà cái ngày mình nộp hồ sơ mình lưu trì cái tình trạng du học sinh đó. Cho nên đó là cái câu trả lời cho Kim. Nhưng mà tốt nhất cố gắng lưu trì cái tình trạng ở đây đúng theo luật pháp. Tại vì cái thời điểm này mình không biết cái tương lai nó đi như thế nào, thà mình phòng hờ nó tốt hơn. Đó. Cho nên đó là cái câu trả lời thứ hai cho Kim. Giống như Tuấn nói lúc đầu chương trình, sở di trú ở Houston đã làm việc từ ngày mùng 4 tây tháng 6 vừa qua. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay Tuấn chưa thấy người ta phỏng vấn thẻ xanh. Mà Tuấn cũng có những cái hồ sơ của những thân chủ ở tiểu bang khác nữa. Mà Tuấn cũng chưa thấy người ta có cái hẹn đi phỏng vấn thẻ xanh nữa. Đó. Cho nên Tuấn nghĩ là phải tiếp tục chờ cái sở di trú ở San Francisco hoặc là địa phương chỗ mà Kim ở để sắp xếp cái hẹn lại để cho phỏng vấn. Thì lúc mà có cái hẹn đi phỏng vấn thì với mang cái khám sức khỏe mới tới cái chỗ mà phỏng vấn đó, chứ đừng có gửi vào bây giờ. Nào, đây là cái do tại sao Tuấn nói, đây là cái lý do tại sao mà Tuấn gửi cái thông tin mà có thể hơn 60% của nhân viên của sở di trú phải tạm nghỉ việc tại vì cái ngân sách người ta không đủ đó. Cho nên sở di trú và nhập tịch có hơn 25.000 nhân viên. Mà nếu mà người ta không có cái ngân sách thêm 1.2 tỷ vào ngày 3 tây tháng 8 thì mình sẽ thấy hơn 60%, nghĩa là hơn 13.400 nhân viên sẽ tạm thời nghỉ việc. Mà nếu mà tạm thời nghỉ việc như vậy thì nó sẽ push back những cái giải quyết hồ sơ thẻ xanh giống như của Kim. Cho nên nó rất là nhiều cái vấn đề, mình nói cái problem, cái trở ngại, cái issue rất là nhiều mà đang xảy ra trong cái thời điểm này. Đó, nội không mà Tuấn gửi cái bản tin mà cái cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch đòi hỏi mà những em nó không được online hoàn toàn hết. Well, nếu mà cái chỗ em đi học mà cái trường đó, mà cái khu đó, cái COVID-19 nó quá cao đi mà cái trường phải tạm thời phải đi học online thì bây giờ em nó phải đi tìm cái trường khác nữa. Mà đưa ra cái này chỉ còn khoảng mấy tuần nữa mà cái lớp học cho mùa thu nó bắt đầu thì chưa chắc nó kịp cho cái tình trạng đó. Mà nếu mà không kịp thì lại ở đây bất hợp pháp, mà muốn về thì cái cửa khẩu nó cũng chưa mở, hoặc là cái máy bay nó cũng chưa có đầy đủ nữa để cho người ta ra vô nữa. Cho nên nó phát sinh ra rất là nhiều cái vấn đề. Cho nên tại vì ông xã mình chưa có phải là quốc tịch, cho nên always lúc nào cũng luôn luôn lưu trì và tiếp tục giữ cái tình trạng F1 để phòng hờ nếu mà cái này nó còn kéo dài ra nữa. Ok. Cảm ơn Kim ở San Francisco rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời cô Phương ở Oakland, California. Xin mời cô Phương lên tiếng đi ạ. Cô Phương ở Oakland, mời cô tắt cái tivi, mời cô đặt câu hỏi trực tiếp qua điện thoại đến cô Phương. Ok, mình sẽ dạp mời cô Phương lên tí đi cô. Dạ, dạ cho em hỏi là em có cái
cái bảo lãnh viện F4 á, mà tính tới ngày hôm nay á, là đã trễ hơn một tháng rồi. Cái ngày ưu tiên hồ sơ là ngày 9 tháng 7 năm 2007, nhưng mà tới hôm nay là trễ hơn một tháng. Bây giờ mình có, mình biết là làm Mỹ nó ngưng rồi, nhưng mà mình có nên làm gì đối với sở di trú không? Tại vì từ ngày mà có cái giấy ưu tiên tới giờ không có liên lạc hoặc là không có một cái giấy tờ bổ sung gì hết, thì mình làm sao mà để biết cái hồ sơ đó vẫn còn lưu chạy hay là nó bị tốt rồi luật sư? Cô Phương à, cái hồ sơ cô đã nộp cho sở di trú và cái ngày ưu tiên là ngày 9 tây tháng 7 của năm 2007 ha. Sau đó cô nộp cho sở di trú, cô có nhận được giấy chấp thuận không? Dạ, có cái giấy chấp thuận okay. Người ta mới cho mình cái giấy ưu tiên đó. Dạ vâng. Và cái câu hỏi thứ hai của tôi cho cô, sau đó cô có thay đổi địa chỉ hay không? À, dạ, có thay đổi địa chỉ, nhưng mà... Cô có thông báo cho sở di trú hoặc là trung tâm visa không? Dạ có. Ok, cảm ơn cô, và cô cúp điện thoại để cho tôi trả lời cho cô. Nếu mà cái ngày ưu tiên của cô là ngày 9 tây tháng 7 của năm 2007, thì bắt đầu tháng này thì trung tâm visa chứ không phải sở di trú nha cô, trung tâm visa của Bộ Ngoại giao có thể tiến hành cái thủ tục để cho thân nhân cô có thể chuẩn bị phỏng vấn nha. Chuẩn bị phỏng vấn chứ cái thứ tự nó chưa có đáo hạn để cho phỏng vấn nha cô. Mà nếu mà đáo hạn thời điểm này cũng không phỏng vấn được luôn, tại nó rơi vào cái quyết định hành pháp của Tổng thống Donald Trump. Cho nên nếu mà cô nói với tôi như vậy thì cô cần liên lạc với trung tâm visa. Thì nó có 2 cách hoặc là 3 cách để cho cô liên lạc với trung tâm visa. Qua email, đó là nvc.state.gov/inquiry. Đó. Hoặc là qua số điện thoại 603-334-0700. Hoặc là qua bưu điện cô. Đó là 31 Rochester Avenue, Suite 200, Portsmouth, New Hampshire 03801 cô. Liên lạc với một cái dịch vụ nào đó để giúp cho cô, để cho cái dịch vụ đó liên lạc với trung tâm visa để cho cô có thể chuẩn bị tiến hành cái hồ sơ cho thân nhân ở Việt Nam phỏng vấn cô. À, cảm ơn cô Phương ở Auckland rất là nhiều. Bây giờ cho Tuấn xin gửi cho quý vị cái phần A của cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2020. Mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị, đây là Visa Bulletin của tháng 7 năm 2020, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính và trung tâm visa đã xét duyệt xong, hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài, diện F1. Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con, độc thân, trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 8 tháng 7 năm 2014, diện F2A. Thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con, độc thân dưới 21 tuổi, hiện đã đáo hạn cho những hồ sơ nộp trước ngày 1 tháng 7 năm 2020. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con, độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 5 năm 2015. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 8 tháng 5 năm 2008. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh, chị, em, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 8 năm 2006. Kính thưa quý vị, đây là Visa Bulletin của tháng 7 năm 2020. Và tiếp tục đường dây số điện thoại cho Tuấn, xin mời chị Linh ở New Jersey. Xin mời chị Linh lên tiếng đi ạ. Dạ, dạ. Dạ, chào luật sư. Chào chị. Em trai của con có mở hồ sơ F2A, hồ sơ kết hôn, mà bây giờ trên một năm rồi mà mới vừa nhận được cái thư nó để là request for evidence, mà nó đòi bổ sung những cái như là insurance chung, lease mortgage, bank account với tax, credit card này kia chung, và cái wedding ceremony, hình đám cưới thì có thể cung cấp đó, luật sư, còn những cái insurance với lại tax, credit card thì kia chung á, mà người vợ còn ở Việt Nam rồi sao thì con cung cấp những cái đó được. Ok. À, cảm ơn rất là nhiều. À, Tuấn chỉ còn vài phút để Tuấn có thời gian Tuấn trả lời cho Linh. À, Linh không phải một mình em của Linh nhận được những cái bổ túc này đâu.
Rất là nhiều người nhận được cái bổ túc yêu cầu cho cái hồ sơ bảo lãnh thân nhân. Thì đầu tiên trở lại cái hồ sơ này, đây là cái hồ sơ vợ chồng, thẻ xanh bảo lãnh cho vợ ở Việt Nam. Cái yêu cầu bổ túc đó, người ta yêu cầu bổ túc chứng từ để cho sở hữu chú tin được đây là hôn nhân thật, đây là hôn nhân thật. Cho nên hình ảnh đám cưới hoặc là những cái gì sống chung, tất cả những cái đó là chứng từ để chứng minh được đây là hôn nhân thật. Nhưng mà một số mà người ta yêu cầu thì nó không có áp dụng nếu mà vợ mình ở Việt Nam. Đó. Cho nên trong những cái tình trạng này, cái khuyến khích của Tuấn cho em của Linh là như thế này. Là bắt đầu với cái bản tường trình. Trình bày cái vấn đề mối quan hệ, trình bày cái thời gian quen nhau, cái thời gian tìm hiểu nhau, cái thời gian bồ bịch với nhau, rồi sau đó cái vấn đề tới với nhau là vợ chồng. Đó. Rồi trình bày bao nhiêu chuyến đi về bên đó, rồi trình bày những cái cách mà hai người liên lạc với nhau. Đây, cái mối quan hệ nó là distant, nghĩa là ở xa. Cho nên trình bày những cái gì mình thăm viếng ở Việt Nam, giả sử vé máy bay, giả sử những cái receipt nếu mà khách sạn, hoặc là ở Việt Nam nếu mà có đăng ký tạm trú tạm vắng. Trình bày những cái gì mình thường xuyên mình nói chuyện với vợ của mình, cho dù cái đó là qua Facebook chat, qua Zalo, qua Yahoo, hoặc là bất cứ cái app nào khác, hoặc là cái hệ thống nào khác đó, hoặc là điện thoại nữa. Rồi trình bày những cái gì mình giúp cho vợ của mình gửi giống như biên lai gửi tiền này. Đó. Rồi trình bày thêm những cái hình ảnh trước khi quen nhau. Giả sử đây là bạn gái quen cùng trường hay như thế nào thì trình bày hết. Để chứng minh cho cái sở hữu chú nó tin được là thật. Đó. Cho nên khi mà mình đọc cái lá thơ đó, mình biết là sở hữu chú cho những cái thí dụ giống như là bạn cam kết, rồi cái mortgage nếu mà người ta có nhà cửa chung. Nhưng mà cái đó nó không có áp dụng cho cái tình trạng này, mà tình trạng này mà khi vợ chồng xa như vậy thì nó lại khác. Thì mình phải suy nghĩ là ok, đây là cái quan hệ vợ mình ở Việt Nam, thì trình bày những cái chứng từ khác, rồi nộp hết cho người ta trước cái ngày hết hạn, rồi hy vọng sở hữu chú nó sẽ duyệt. Nói tóm lại, nếu mà cái mối quan hệ người ta càng quen lâu thì chứng từ là người ta càng nhiều hơn. Thì khi mình nộp, mình trình bày rõ ràng như vậy, mà tất cả những cái gì bằng tiếng Việt nhớ phải dịch qua tiếng Anh nữa, rồi bổ túc cho người ta, thì hy vọng sở hữu chú nó sẽ duyệt cho. Cảm ơn chị Linh rất là nhiều. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho chương trình ngày hôm nay. Và đây là chương trình 416. Và ngày hôm nay là ngày 6 Tây của tháng 7 của năm 2020. Rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và xin chúc cho quý vị nhiều bình an và nhiều sức khỏe. Tạm hẹn quý vị vào chiều thứ hai tuần sau. Xin kính chào.